Anh xấu, anh là người tốt, mà tại sao người tốt như anh lại ra đi sớm như vậy? Anh yên nghĩ nha, tụi em sẽ luôn nhớ đến anh. Anh ra đi thanh thản nghe anh xấu, em sẽ trả thù cho anh. Không hiểu Liêm đang làm gì. Có lẽ cô ấy mệt nên không tới được. Cầu mong em không bị làm sao cả. Xong việc anh sẽ tới với em liền. Bây giờ mày còn bé mãi tới đây hả? Mày muốn chết hay sao? Tốt nhất là mày nên ra khỏi đây đi. Đừng để đại ca tao thấy mặt. Đi đi. Mẹ mày, tao đã nói là không được nhắc từ chết ở đây mà. Nhớ thằng bé này không? Nó là con tao, thằng Trường Giang. Nó đang nằm đó như muốn thách thức số phận với tao. Lần này là nó chết thiệt, chứ không phải giống như lúc mà nó rơi xuống núi. Tôi tới đây để thắp một nén nhang cho cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng đã giúp đỡ vợ chồng tôi. Tôi thành thật chia buồn cùng anh. Mẹ kiếp, muốn làm gì thì làm đi. Con hãy thắp cho anh còn nén nhang đi. Biết bao nhiêu người tới tiễn đưa anh, coi như anh có phúc lắm rồi đó. Anh ra đi thanh thản nha. Đại ca. Đại ca. Đại ca có sao không? Đại ca có sao không? Đại ca. Đại ca. Đại ca có sao không? Tao không sao. Cứ để tôi đi một mình. Dạ.
Anh Dạ. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đề nghị đối tượng không được bắt động. Nói ra bỏ xuống sớm. Quay mặt lại thì đi thẳng về phía trước. Nhanh lên. Lần này không thoát được đâu. Chết rồi. Đừng làm bậy chưa. Đừng nha. Nói. Dạ, được rồi. Bỏ giờ xuống. Nó nói mấy anh bỏ xuống xuống. Không là nó giết tôi đó. Không được quan cố. Đừng mà. Bỏ xuống xuống đi. Mấy anh điên rồi hả? Mấy anh bảo vệ tôi hay là để người ta giết tôi? Mẹ nó. Anh chỉ là nọc con rít. Nó làm chân tôi tê liệt rồi. Bỏ xuống xuống đi. Bỏ xuống. Làm theo lời nó đi. Công an đã mau hết khu vực này rồi. Đối tượng không trốn thoát được đâu. Bỏ giờ xuống. Đừng mà. Bỏ xuống xuống. Bỏ xuống xuống đi. Mấy anh làm cái gì vậy hả? Muốn đi giết tôi chết hả? Bỏ xuống đi. Nghe chưa? Làm theo lời nó đi. Mấy anh điên rồi hả? Được rồi, từ từ. Quay lưng lại đi. Đi thẳng về phía trước và không được quay mặt lại. Đi mau. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Đại ca, có sao đại ca? Muốn giết tao. Nó không dám bén mảng tới đây nữa đâu. Rồi nói để công an làm việc đi. Hai chú, có chuyện gì vậy? Đại ca bị ám sát. Cái gì? Hai đã bị ám sát à? Đúng vậy. Có phải những người mới chạy qua không? Là nó đó. Thôi đi mày. Giám tra tài ngang như vậy, chắc chắn là không phải giật dựng rồi. Mọi người chỉ nhau ra tìm, không để bỏ sót một ngóc ngách nào hết. Dạ. Bên này.